Hello, xin chào anh em ha. Bữa nay mình vừa review con xe tải nha. Đấy, bữa nay mình review xe tải nhỏ chở hàng đi cứu trợ, đi giúp đỡ đồng bào mình nha. Đấy. À, đây là con mẹt này mày, mẹt hai chân. Đấy. Nó đây nó có máy tính năng chuyển đổi chở hàng. Xe rất đẹp ha, có hai cái sóng. Có cái sóng dài. Rồi, bây giờ trước mắt mình khám phá tính năng mở cửa xe nha. Đấy. Đấy. Mở cửa này. Đây nó mở hai cửa được luôn nha. Rồi, bây giờ mình chở hàng nè. Đấy. Anh thấy không? Đó, có kiện hàng nữa không? À. Đây, kiện thứ hai. Đấy, anh thấy em chở kiện thứ hai đó. Đây, kiện thứ ba. Đấy, nó chở được 3 kiện hàng rồi nha. Chung là chuyển đổi tính năng là chở được 3 kiện hàng. Đèn rất sáng em nha. Đấy. Đấy. Xe nhỏ là đèn sáng dữ lắm. Ha. Đèn thắng xe rồi ăn hết nha, xi nhan nó hết nha. Hoạt động hết. Rồi giờ cabin. Cabin thì cái vô lăng của mẹt ha. Đấy. Lăng của mẹt. Ôi, ở đây có mấy đôi nước ngọt nè ha. Mấy đôi nước ngọt gì đây. Đấy. Đó. Rồi, bây giờ mình khởi hành đây mày. Thank you.
Rồi, mình review một lần về con xe này anh em xem vui nha. Rồi, bye bye, xin chào anh em ha. Bye bye.